Hôm nay, ngày 27 tháng 5 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Minh Béo. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử vụ Minh Béo sẽ diễn ra tại tòa thượng thẩm quận Cam, California, Hoa Kỳ vào hôm nay, ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Như tin đã đưa tại phiên tòa thương lượng hôm 14 tháng 5, luật sư mới của nam diễn viên hài Minh Béo là bà Mia Yamamoto đã xin lùi sang ngày 27 tháng 5. Theo đó, nghệ sĩ Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo sẽ xuất hiện tại phiên tòa thương lượng lần này tại tòa thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, tọa lạc tại thành phố cùng tên. Phiên sơ thẩm có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Trước đó, thông tin mẹ của Minh Béo đã đáp chuyến bay sang thăm con trai từ hôm 20 tháng 5 và dự phiên tòa diễn ra vào hôm nay, làm dư luận đặc biệt quan tâm. Vì đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Minh Béo với mẹ của mình kể từ khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và bị tố cáo 3 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Được biết, như chia sẻ của luật sư bào chữa mới của Minh Béo, bà Mia Yamamoto, người Mỹ gốc Nhật Bản, đã hứa với người nhà nam nghệ sĩ cải trắng án cho anh, nhưng trước hết là xin giảm tiền tại ngoại cho nam danh hài xuống còn 100-200 ngàn đô la Mỹ, khoảng hơn 2,2-4,4 tỷ đồng. So với số tiền 1 triệu đô la Mỹ mà tòa án tuyên bố trước đó. Sau khi xuất hiện tại phiên tòa thứ hai một cách chóng vánh, bà Mia Yamamoto tập trung vào việc thu thập chứng cứ về cáo trạng xoay quanh vụ án, cũng như trao đổi với thân chủ là diễn viên hài Minh Béo. Bà Mia Yamamoto được một người bạn bí ẩn của Minh Béo chi hơn 4 tỷ đồng để thay thế luật sư Đỗ Vũ bào chữa cho nam danh hài. Về lý do đổi luật sư, một nguồn tin cho rằng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã có sự can thiệp vào vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin về người bạn bí ẩn này vẫn còn là một dấu chấm hỏi cho công chúng.